Hầu như trong suốt cả ngày 16 tháng 8, người có quan tâm tới vụ án của Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đều hướng về thành phố Long An để theo dõi phiên tòa phúc thẩm xét xử hai bị cáo tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chí hướng mà họ theo đuổi thật cao cả. Từ sáng sớm, hàng chục người gồm thân nhân của hai em đến các blogger và đặc biệt là trí thức đã có mặt trước tòa án để yểm trợ tinh thần hai em. Đã có những xô xát xảy ra, đến nỗi nhiều người nằm lăn trước xe công an để phản đối đàn áp. Cuối cùng thì bùng vỡ những tiếng reo hò sung sướng khi bản án được loan đi vào buổi chiều cuối giờ. Nguyên Kha với bản án 4 năm tù, giảm còn phân nửa với án sơ thẩm, và Phương Nguyên, thay vì bị 6 năm tù giam như đề nghị của Viện Kiểm sát, thì lại được hưởng 3 năm án treo và 52 tháng thử thách. Trong khi theo dõi diễn tiến, chúng tôi đã thật sự bị lôi cuốn vào đám đông bùng vỡ những cảm xúc tràn đầy trước tin vui này. Có tiếng khóc từ đầu dây điện thoại, tiếng vỗ tay, tiếng cười vui và ngay cả tiếng hoan hô công an đâu đó trước cửa trại giam, khi mọi người chờ đợi sự xuất hiện của cô gái dáng người nhỏ nhắn, nhưng nội lực tràn ngập những niềm tin và ý chí mạnh mẽ của cô. Chúng tôi cũng chờ đợi và không kém hồi hộp khi liên lạc được với Phương Uyên trên chuyến xe chở em trở về Sài Gòn. Trong tiếng nói còn mệt mỏi, Phương Uyên cho chúng tôi biết những lời đầu tiên sau khi hít thở không khí tự do. Dạ, con là con, mẹ là một người rất là cao cả, đã đứng về phía con trong một thời gian rất dài mà đã bị ở bên ngoài gây sức ý rất lớn. Con rất là cảm ơn mẹ và bên cạnh đó là tất cả mọi người. Chỉ biết nói một câu, mọi người chúng ta là một. Chúng ta là tuổi trẻ, chúng ta phải biết bảo vệ quan điểm của chúng ta. Tuổi trẻ là nơi để vấp ngã và tuổi trung niên là cái tuổi phải bưng trải. Già là cái tuổi nhìn lại để hối tiếc. Đừng để tới già chúng ta phải hối tiếc. Vì cuộc đời này mang một cái ý nghĩa chỉ là giả và tạm, hãy làm hết sức mình. Những gì mình nghĩ trong đầu, nếu thấy đúng, hãy cứ theo tiếng con tim bất bảo mà thẳng thắn. Khi được hỏi điều gì khiến Phương Nguyên ấn tượng nhất trong phiên tòa hôm nay, Phương Nguyên cho biết. Cháu nghĩ mình không phạm theo điều 38. Đấy là cháu thì không nói lên cái hành động vi phạm của cháu. Nhưng mà cháu đã tự nói lên đó là tôi không phạm theo điều 38, tôi phạm theo điều khác. Khi tòa thẳng thắn trả lời, đó là lỗi do Viện Kiểm sát và an ninh điều tra của Long An đã truy tố của tôi là sai. Tôi chỉ là xúc phạm đảng. Và cái sự xúc phạm đảng này á là ý buộc đầu bằng tôi thành cái tội là chống nhà nước. Và tôi mong muốn có cái sự công bằng, không cào bằng. Đó là cái tính khoa học của pháp lý. Tòa hỏi tính khoa học của pháp lý như thế nào? Đó là phải rõ ràng và không cào bằng. Con nói được cái quan điểm của pháp lý tại vì con thấy rất là nhiều bất công trong pháp luật. Nhận xét của Phương Nguyên trước bản án 4 năm tù giam đối với Đinh Nguyên Kha, Phương Nguyên chia sẻ suy nghĩ của mình. Dạ vâng, đó là sự nhường bước, nhưng mà mỗi người có một quan điểm khác nhau. Con xin tôn trọng cái ý kiến của anh Đinh Nguyên Kha. Không biết nói gì cả, nhưng mà mọi chuyện là do mình, mọi chuyện chỉ là do bản thân mình thôi. Mình thấy có tội, nó là tội. Mình thấy không tội, nó là không tội. Và anh chấp nhận anh phạm tội ở điều 88, thì đó là do anh, còn tôi không. Dĩ nhiên không ai trong ngày hôm nay vui mừng hơn mẹ của Phương Nguyên, chị Nhung cho biết. Dạ, phải nói là cái cảm giác khi con mình được tự do, một cái sự thật mà cả thế giới đều biết, thì thật sự là rất là hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Con gái của mình đã được tự do. Và tự do trong cái sự thật mà bé đã bảo vệ quan điểm của mình đến cùng ở trước tòa. Dạ, tâm trạng khi mà bước ra tôi là rất hồi hộp. Bây giờ đang ngồi trên cạnh gia đình của tôi rất là hạnh phúc. Vẫn là một người con bé nhỏ của cha mẹ của mình. Vâng. Bạn có bất ngờ trước quyết định của tòa án ngày hôm nay hay không? Nhất là khi trước đó bạn đã từ chối để cho luật sư bào chữa, vì bạn nói rằng quyết định ngày hôm nay đã được định sẵn. Dạ vâng, tôi muốn nói nhiều hơn, nhưng mà tại tòa thì những cái vụ án như tôi biết là quyền hạn của luật sư rất là hạn chế, thậm chí là không có. Nên tôi quyết định là mình sẽ tự bào chữa cho mình. Cái thứ hai nữa, hai luật sư đã cố gắng bào chữa tôi rất nhiều, cái gì còn nói cũng đã nói hết rồi. Nhưng mà tòa thì không biết nhận, bởi vậy tôi thấy nó không được như ý. Tôi chỉ tự bào chữa cho tôi là tốt nhất, bởi vậy tôi quyết định tự mình bào chữa cho riêng mình. Ba lý do để tôi kháng cáo. Ba lý do đó thứ nhất như sau. Ba cái lý do lớn. Thứ nhất là thẩm quyền thì không thuộc thẩm quyền của tòa án Long An. Tại vì tôi không có gây án ở Long An, tôi gây án ở Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh.
nhưng lại được cơ quan bên điều tra và cơ quan viện kiểm sát Long An truy tố và đem tôi ra xét xử tại tòa án trong Long An. Và tôi muốn hỏi về thẩm quyền. Cái thứ hai là nói về điều luật, tôi không chống nhà nước nên tôi không phạm tội theo điều 88. Đảng chỉ là một phái đảng, là một tổ chức. Vì vậy tôi ở đây phạm vào điều luật khác, và đây là điều luật 258, lạm dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của tổ chức. Thì rõ ràng đảng là một tổ chức, không nên tôn sùng quá cái phái đảng mà biến đảng thành nhà nước. Thế thứ ba, ở phiên tòa được tuyên và sau đó tòa có gửi xuống cho tôi cái giấy ở trên tòa gửi xuống, thì có sự khác nhau rất nhiều. Mà tôi cho rằng bản án ở tòa sơ thẩm đó là bản án bỏ túi, bản án đã có trước, không trung thực. Vì sao? Trong cái bản mà đưa xuống cho tôi thì thời gian phạt tù của tôi là 6 năm và thời gian bắt đầu được tính thủ hình là tính từ ngày 19 tháng 10. Nhưng mà tại tòa tôi nghe rõ ràng họ tuyên là được tính từ ngày 14 tháng 10 năm 2012. Bởi vậy là tôi có một cái suy nghĩ không tốt rồi. Tôi cố gắng đọc tiếp thì lại thấy tại tòa là ở tòa, nhân chứng thì không có mặt, nhưng mà để là tại tòa. Tuy là họ nói những câu nói vô thưởng, vô phạt, nhưng mà lại để tại tòa, tuy nó không quan trọng, nhưng mà để là tại tòa cũng mất đi cái sự rõ ràng, công minh của pháp luật đi. Không có minh bạch như vậy là nó đào bằng quá. Ta như ta nữa, không biết tòa có để ý đến vụ án hay không, mà tại sao bị cáo anh Đinh Nguyên Kha đã khai nhận những cái tấm ảnh, 7 ảnh và 5 video clip là ảnh tự làm ra. Nhưng mà lại đi tôi Tuyên dùng máy ảnh chụp lại ở dưới cầu vượt An Xưa, Tuyên dùng máy ảnh chụp lại. Thế rõ ràng là tôi đã tạo ra 5 clip và 7 ảnh đó. Tòa có chú ý hay không, hay là chỉ là một phiên tòa chơi, là một thùng thuốc? Tôi mất lòng tin rất là nhiều. Tôi nghĩ rồi đây ai chỉ đòi lại công bằng cho tôi, ngồi tôi đây. Những cái định kiến trong đầu mình vẫn không được nói hết, nhưng mà giờ đây được thả tự do. Tôi cũng xin cảm ơn tòa phúc thẩm rất là nhiều. Vâng, trên các trang mạng xã hội thì có ghi lại câu nói của Yên tại tòa. Yên nói là không yêu cầu giảm án mà chỉ yêu cầu là xử đúng người đúng tội, và chống lại đảng không phải là chống lại tổ quốc, và yêu cầu họ không đám đồng. Tức là Yên có nói câu đó không ạ? Dạ vâng, tôi bảo là đảng chỉ là một phái đảng. Họ nói chính xác đã bảo đảng là một cơ quan quyền lực tối cao, lãnh đạo nhà nước. Vậy mà bảo đảng không phải là nhà nước. Nói như thế chỉ là cái quan điểm thôi. Thì tôi còn cái sự giám định để hiểu rõ đảng chỉ là một phái đảng, một tổ chức, còn nhà nước là khác. Rất là rõ ràng. Tôi nói nhưng mà họ nghe hay không, họ đính chính, họ nghe hay không, hay họ đính chính tay, đó là do họ tại ở tòa. Khi mà chủ tọa cho tôi có quyền nói, tôi mới được nói. Vâng, bạn đã bị giam giữ từ tháng 10 năm ngoái, thì tính đến nay đã gần một năm. Dạ, vâng. Thì trong một năm đó, thì trong tư tưởng của bạn có những gì đã thay đổi, có những gì không thay đổi, và những cái sự thay đổi cũng như là không thay đổi đó thì nó sẽ tác động như thế nào đối với cái định hướng của bạn trong tương lai? Dạ vâng, thì người ta bảo đi một ngày học một sản khôn. Cụ thể đây tôi đi 10 tháng và 2 ngày, tôi học được rất là nhiều, tương trải với cuộc sống, chứ không phải là một sinh viên nhỏ miếng nữa. Và giờ đây khi được đứng, được tiếp xúc với xã hội, tôi thấy trong lòng mình nhen nhóm lên một nhiệt huyết còn phải cháy hơn nữa, và chưa thể dừng tại đây được, phải còn cháy hơn nữa. Nhưng mà người ta bảo hữu dũng vô mưu, bởi vậy những cái hành động của tôi được xem là bằng một thì chưa chắc đâu, hữu dũng vô mưu thôi chứ không phải là bằng một. Tôi sẽ điềm tĩnh hơn, tôi học được cái cách đứng trước tòa như thế nào, lấy lại sự dũng cảm của mình như thế nào. Bởi đôi khi tôi vẫn phải luôn sợ bị họ quá đông, sức ép của họ quá lớn, bên cạnh tôi chẳng một ai cả. Nhưng mà tôi đã lấy lại được tinh thần, tôi học được cái cách lấy được, lại được tinh thần của tôi. Cuộc đời chỉ là giả và tạm, Phật đã nói như vậy. Tôi nghĩ đến câu nói đó,
vô danh 3 vạn, bán danh chỉ có 3 đồng. Tôi không thể nào làm trái lương tâm tôi được. Có những người đã gọi bạn là một trong những khuôn mặt tiêu biểu, hay thậm chí họ gọi bạn là người hùng của một phong trào vận động dân chủ tại Việt Nam. Bạn nghĩ gì về điều này? Dạ vâng, thì tôi nghĩ hành động của mình nhỏ bé thôi, nhưng không ngờ gây được sức ép rất là lớn, gây được nghiên nhóm đâu đó trong những cái tâm hồn của những bạn trẻ, những cái thanh niên của đất nước Việt rất là lớn. Vậy tôi rất là vui mừng, tôi lấy điều đó làm vui mừng và tự hào vì mình đã cống hiến cho đất nước một phần nào đó, khơi dậy lòng yêu nước của các bạn trẻ, không phải mắc phải cái bệnh là vô cảm nữa. Tôi rất tiếc khi nhìn thấy những thanh niên là bạn ngồi cùng lớp với tôi, là các anh chị đã tốt nghiệp, nhưng vì họ sống chúng mình, họ thấy họ có tài nhưng họ sống chúng mình vì gia đình, vì bản thân, không hy sinh được.